Chào mọi người nha. Đây là mình làm 15 năm cái bể cá ra này để nuôi cá bảy màu danh giống nha. Đây là mình bắt cá về đây nha mọi người nha. Đây, đây là cá bảy màu, tên nó tên gì nhỉ, mình cũng quên tên người con này rồi. Đó, người đó. Đây là bảy màu màu đỏ mọi người nha. Đây, cái hồ mình làm thì còn có đá danh thạch và sử lọc này, bỏ ở trong về oxy đây. Đây, vừa bắt cả dòng về sáng nay đây. Đây thật là cả bảy màu này, đây là cái này gọi là bảy màu rồng như mọi người biết. Thì mình đang bắt ba cặp để mình nhân giống để sau này mình phát triển lên thì trẻ cả nha mọi người nhé. Sau này mình nhân giống thành công thì mình sẽ bán cá nha. Ai mua cá thì liên hệ ủng hộ mình nha. Đây, đây là cá mình đang bắt đầu nhân giống này. Thì trực mắt thì mình mới làm có 5 thùng này thôi. Thì mỗi thứ mỗi loại cá bảy màu thì mình nuôi 3 cặp mà. Đây 6 con này. Đây, mọi người nhìn kỹ nha. Rất là đẹp mọi người. Này mình mua về chắc nó có bầu rồi, bụng nó rất to, nó sắp đẻ đây. Nó bấm màu rồng đỏ, thấy mọi người như thế đẹp không, đẹp luôn. Mình làm sử lọc thì để được nó lọc còn được trong hơn mọi người nhé. Đá nhân thạch đây, chỗ này thì hơi mờ, mình thấy mình bỏ cục lọc vào góc này. Đây, thấy chưa mọi người, như thấy chưa? Đây, cá trồng rất đẹp và trồng cả mãi. Mỗi thùng thì mình có là 3 con trồng và 3 con mãi. Đây. Đây, quay cận cảnh cả cho mọi người coi luôn. Đang bơi vào góc lọc có sủi nên khó nhìn thấy nhá. Đây là mọi người này. Đây. Đấy, mọi người đâu về thì mình cho nó làm quen với nước, mình bỏ đủ cả nước cũ của nó sẵn vào cái thùng này mọi người. Thì cả cái cách chăm sóc và hướng cách chăm sóc cá như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn ở clip sau nha. Hôm nay thì mình hướng dẫn mình chỉ quay cho mọi người xem mình đang làm mình đang mới dập về mình nuôi thôi. Sau này mình phát triển lên thì mình sẽ nhân rộng cái mô hình này lên, mô hình nuôi cá cảnh này lên nha. Mọi người mà thấy video hay thì nhớ ủng hộ cho mình một like, một share, một chia sẻ này. Sau này có ai yêu thích cái món cá này thì yêu thích về nuôi cá cảnh thì ủng hộ mình nhé. Sau mình sẽ để số điện thoại với lại email liên hệ ở trong phần mô tả. Ai cần liên hệ mình thì mình sẽ, ai cần liên hệ mua cá thì mình sẽ bán cho mọi người nhé. Sau này nếu thành công đấy. Rồi, chân thành cảm ơn mọi người đã xem video, chúc mọi người một ngày mới luôn thành công và vui vẻ nhé. Bye bye mọi người, nhớ đừng quên ấn nút like, nút share để ủng hộ, đăng ký để ủng hộ mình nhé.